Xin chào các bạn. Mình sắp sửa đi làm. Con trai mình đang ăn sáng. Mình chuẩn bị đồ ăn để mình mang theo đi làm, gọi là pack lunch á. Thì hôm nay mình sẽ mang theo trái dâu tây là strawberries. Đây là hộp dâu ha. Bây giờ mình sẽ mang dâu đi rửa nha. Buổi sáng á, mình dậy sớm. Trước khi giờ mà mình bước ra khỏi nhà để đi làm á, thì mình dậy trước đó khoảng 45 phút. Thì mình dậy chuẩn bị xong hết rồi, rồi mình làm đồ ăn sáng cho con mình, rồi mình phải pack lunch để mình mang theo đi làm mình ăn nữa. Trường học của con trai mình á, thì ăn sáng vào lúc khoảng 8:50. Nhưng mà mình phải vào trường sớm, cho nên anh chàng này cũng phải dậy sớm theo mình luôn. Mà dậy sớm quá đó thì ở nhà mình làm cho một món ăn sáng nhẹ nào đó, ăn trước ở nhà thôi. Rồi khi vào trường thì 8:50 thì ăn sáng ở trên trường. Wow, mấy trái dâu này nhìn thấy tươi rói à. Đây là nước đầu tiên mà mình rửa nè. Is your backpack ready? Sáng trước khi đi làm là phải đi pack lunch, là đi mang theo đồ ăn để đi làm á. Wow, trái này nhìn to. Ôi, cái trái này to quá trời. Để chụp tấm hình ha. Đang rửa dâu cũng chụp hình. Và trái này cũng đẹp nè, trái này dễ thương nè. Trái này mới đúng là hình dáng của trái dâu ha. Sao nó không focus được vậy ta ơi. Sao kỳ nhở. Rồi cái phone mình bị gì rồi. Mình bấm nhưng mà nó không focus. Ha, ngộ ha. Tắt đi rồi nó cũng không focus luôn. Nó không thích trái dâu này rồi. Cái phone của mình không thích trái dâu này. Ây, thôi, rửa tiếp đi. Không thôi trễ giờ đi làm không kịp. Rồi, nguyên một rổ dâu nè. Rồi, dâu rửa xong rồi, bây giờ mình cho vào hộp ha. Cho vào hộp để mang đi làm. Bây giờ mình cho vào cái hộp nhựa này đi, chắc là đủ. Xếp vào cho đẹp đẹp một chút xíu ha. Chứ không thôi nó sẽ bị dập hết. Các bạn đi làm, các bạn thường ăn lunch như thế nào? Mình là mình pack lunch. Là mình đi làm mình mang đồ ăn theo không à. Thấy vậy mà tưởng cái hộp sẽ đủ ha. Mà không đủ rồi. Đủ không đây? Đủ dùng cái đi. Đủ không? Còn mấy trái nữa thôi à? Còn 3 trái nữa à? À cũng đủ, sắp đủ. Sắp sóc xuống cho nó coi. Rồi, em đẹp rồi. Hộp dâu của em đẹp rồi. Đó, nhìn hộp dâu hấp dẫn quá. Tươi rói hấp dẫn quá. Bây giờ để nắp lại ha. Mang theo lên chỗ làm. Xin chào các bạn. Bây giờ đang là giờ lunch của mình. Là giờ ăn trưa của mình. Hôm nay mình sang phòng của cô bạn mình. Lớp của cô bạn mình là dạy nhạc, dạy band. Mình ăn trưa chung với bạn mình.
Mà mới có ăn xong phần trưa thôi à, chưa kịp ăn dessert gì hết trơn á. Thì cô bạn của mình phải lên trên văn phòng, lên trên office để có công việc ở trên đó. Rồi cô bạn mình nhờ mình là ngồi ở đây canh chừng lớp giùm. Tại vì giờ lunch của cô bạn mình á, thì cô này cũng hay có open lunch, là cũng mở cửa để cho những em học sinh nào mà có muốn vào đây tập đàn hay là tập nhạc, thực tập thêm á, thì giờ lunch á của cổ mở ra để cho mấy em đó vào tập. Mà bây giờ cổ có công việc, cổ phải lên văn phòng rồi, cho nên cổ nhờ mình á là ngồi ở đây canh chừng lớp giùm cho cổ. Thì nè, ăn lunch xong rồi mà nguyên một cái hộp strawberry sáng nay mình nói mình mang theo đó, chưa có kịp ăn gì hết. Để mình kéo ghế lại gần đây ha. Các bạn thấy không, nguyên một cái hộp strawberries nè, mình để sẵn ở trong này, mình làm sạch sẽ hết rồi, mình để nè mà chưa có kịp ăn gì hết trơn á. Ngọt quá trời luôn. Mình không biết là cô bạn của mình lên trên văn phòng đến bao giờ mới về nữa. Nguyên một hộp dâu nè, mang vô tính là hai đứa ngồi ăn lunch rồi nói chuyện với nhau. Mà bây giờ cổ có công việc lên trên văn phòng rồi. Để như vậy các bạn thấy được không ta? Đó. Ngon tươi rói à ha. Dâu này mình mua là 97 sen một hộp. À, 97 sen là còn thiếu 3 sen nữa mới tới 1 đồng. 1 đồng là 1 đô á. Thì mình tính ra tiền Việt Nam là khoảng 22.000 đồng tiền Việt Nam. Thì một hộp á là có 16 ounce. 16 ounce là 1 pound. 1 pound tính chính xác ra nha. 1 pound tính chính xác ra là 454 gram. Có nhiều khi mình hay tính nhẩm thì mình tính tròn lên là nửa ký để cho gọn. Nhưng mà đúng chính xác ra 1 pound là chỉ có 454 gram thôi. Thì 1 pound 16 ounces là 16 ounce là 1 pound là 454 gram. Trái dâu này á là 97 cent. Là còn thiếu 3 sen nữa mới tới 1 đồng, là chưa đến 22.000 đồng tiền Việt Nam, là khoảng chừng 22.000 đồng tiền Việt Nam á. Nhìn ngon không? Hấp dẫn ghê ha. Các bạn nhìn thấy đằng sau lưng mình không? Dâu ngọt quá trời luôn, ngọt ơi là ngọt luôn. Lớp Ben, mình không biết Ben tiếng Việt dịch ra là như thế nào nữa. Trong lớp Ben đó thì trong lớp Ben ha, để mình nhớ nè, ngồi một cái khu kia là cô này cổ dạy á là saxophone. Các bạn biết cái kèn saxophone á, cổ dạy saxophone rồi trumpet. Trumpet là cái kèn mà có bấm thổi tò tí te như vậy nè, là cái trumpet. Rồi cái tuba. Tuba là cái mà có cái cây như vậy, xong mình kéo 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 ra như vậy nè. Mình không biết tuba tiếng Việt gọi là sao nữa. Rồi tuba, trombone. Cái trombone là một cái kèn nó to, mình để lên đùi, học sinh để lên đùi ha, xong rồi nó có một cái loa của nó cao lên như vậy nè, rồi xong mình thổi ở trong này, mình thổi bấm ở đây nè, rồi cái nó đi cao lên như vậy nè. Rồi flute là sáo, rồi có clarinet. Clarinet là giống như cái cây sáo nhưng mà nó mập mập hơn một chút xíu, nó màu đen. Nếu mà bạn nào có coi phim SpongeBob á
thì biết là Squidward, cái anh chàng con mực á, Squidward á, là anh chàng đó hay chơi đàn clarinet. Rồi ở lớp của Ben á thì có thêm trống, đánh trống nữa, trống ở đây quá trời luôn nè. Rồi những cái này á gọi là the bell, rồi có cymbal, rồi có cái gong, là cái chút nữa, hay là để một chút nữa mình quay một vòng các bạn xem phòng Ben như thế nào ha. Để mình ăn hết trái này xong rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn một vòng lớp học nhạc phòng Ben nha. Tất cả những instrument ở trong này nó ngọt quá trời ngọt luôn, ngọt ngay hả. Mà lớp của cô bạn mình á thì có dạy guitar nữa. Guitar là một cái club mà cô dạy buổi chiều, là sau giờ tan học rồi đó, mà em nào muốn học guitar thì ở lại đăng ký cái câu lạc bộ đó với cổ, thì cổ dạy guitar. Thì có một phòng guitar trong kia nữa, chút nữa mình giới thiệu với các bạn cái phòng guitar đó luôn ha. Để mình ăn hết xong rồi mình giới thiệu với các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem một vòng lớp Ben nha. Đó, ngay đằng sau lưng mình á là những bộ trống. Này ha, cái này gọi là cymbal. Cái này gọi là cymbal nè. Đó là có những bộ trống. Cái này thì khi mà những bài nhạc Christmas á, những bài nhạc hát về Giáng sinh á, mà mình có tiếng chuông ngân á. Mình làm sai rồi. Rồi đây nè, những cái này để mình gõ, mình lấy nhịp á. Rồi còn những cái này nè ha, có cái cây này ở đây nè, để mình thử nha. Đó, mà có nhiều loại khác nhau lắm nha, mỗi một loại khác nhau. Loại này là bằng cái tiếng của nó phát ra khác, nhưng mà ở trong đó mình với không tới. Còn cái loại này nè, loại này là loại gỗ mắc tiền. Loại này á thì ở trong lớp á cổ nói là những học sinh á cổ thường không có để cho học sinh xài, tại vì loại này mắc tiền, nếu mà học sinh xài mà làm hư á. Tại vì những cái đàn này là của trường hết á, học sinh không có phải trả tiền, chỉ cho học sinh mượn để học thôi. Cho nên cụ nói là những cái này á, là những em nào học lớp Advanced, là lớp giỏi á, thì những em đó mới được xài. Còn những em nào mà mới bắt đầu học á, thì chưa được xài cái này đâu, chỉ xài những cái bên kia thôi. Còn cái bên này á, là những em học giỏi rồi. Còn cái này là mình thích lắm nè. Mỗi lần mà mấy đứa học trò mà làm chuyện gì giỏi á, thì cổ hay nói cổ cho học trò đến để đánh vào trống này ha, để mình thử các bạn nghe nha. Giống như ở trong phim, mỗi lần mà mình làm được tốt cái gì đó. Còn cái này là cái trống dùi. Cái trống này to lắm á nha, mình quay xa các bạn sẽ thấy là cái trống nó to lắm. Đó, nó to như vậy đó ha. Rồi, ở bên này là còn có bộ trống này nữa. Bắt đầu mình đứng từ góc này đi ha. Mình đứng từ góc này, mình quay ra cái lớp của cổ mà các bạn xem ha. Mỗi lần học sinh học xong á, là phải xếp ghế lên trên này hết. Rồi mang những cái music stand, là những cái cây mà để mình để cái bài nhạc lên á, những cái này nè, những cái music stand là những cái mình để nhạc lên á. Rồi mình vào phòng guitar ha, phòng guitar bên này. Đó, thì đây nè, tất cả những cái guitar gỗ, guitar bằng thùng thì để ở đây hết. Rồi, mà để cho học sinh cất instrument
Là thí dụ những em này không muốn mang về nhà thì cất ở đây, xong rồi đến giờ học á thì lấy ra thôi. Cái đèn đã mất rồi. Cái đèn, cái công tắc bật đèn ở đâu rồi ta? Rồi ở đây thì có một cái piano nữa. Những lần mà mình sang đây ăn trưa chung với cô này á thì một tay mình mở cũng khó nữa. Thì mình hay dùng cái piano này. Đó. Trong hộp dâu của mình vẫn còn quá trời luôn nè. Không biết là khi nào cô này cũng mới về lại phỏ lớp nữa. Nhìn trái dâu đẹp quá trời ha các bạn. Nhìn thấy dễ thương kia ha. Các bạn nhìn trái dâu như vậy, các bạn có thấy đây là những cái hạt của trái dâu không? Biệt. Trái dâu rất đặc biệt ha. Đặc biệt ở chỗ là hạt á thì nằm ở ngoài trái. Đây là những hạt của trái dâu nè. Thì trái dâu á, các bạn thấy rất đặc biệt ha. Tất cả bao nhiêu hạt á đều nằm ở phía ngoài hết. Thường thường tất cả những trái cây á thì cái hạt thường nằm ở trong cái trái ha. Nhưng mà trái dâu á, bao nhiêu hạt á thì đều nằm ở ngoài này hết trơn à. Đó. Chuông sắp reo rồi, giờ ăn lunch của mình sắp hết rồi. Hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu về lớp dạy học nhạc của cô bạn của mình thôi, Ben Room. Mình xin phép các bạn mình được ngừng phim ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên á thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé. Bye!